Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 12 có những thông tin đáng chú ý. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam gặp mặt chức sắc chức việc Công giáo năm 2021. Hội nghị ngoại vụ trực tuyến toàn quốc lần thứ 20. Đồng bào Ca Dông sẽ đang thoát nghèo nhờ trồng sâm ngọc linh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc chức việc Công giáo năm 2021. Chủ trì buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca. Dự buổi gặp mặt có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các vị chức sắc chức việc Công giáo trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các linh mục, các vị chức sắc chức việc và toàn thể bà con đồng bào Công giáo của tỉnh trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội, công tác nhân đạo từ thiện được đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có bà con giáo dân hưởng ứng tham gia tích cực với nhiều hình thức phong phú và thu được nhiều kết quả thiết thực. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Chí Thanh thông tin đến hội nghị một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, định hướng nỗ lực trong việc phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước năm 2030. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến kiến nghị của chức sắc chức việc Công giáo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, vấn đề tu bổ cơ sở thờ tự, công tác tôn giáo cũng được sở ban ngành liên quan của tỉnh giải đáp thỏa đáng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng khẳng định Quảng Nam luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quy định, đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng bào Công giáo sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng nhân dân Quảng Nam, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng Quảng Nam giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nhân dịp Giáng sinh năm 2021 và chuẩn bị bước sang năm mới 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Chí Thanh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng quà và gửi lời chúc đến các vị chức sắc chức việc, toàn thể đồng bào có đạo Quảng Nam một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 31 và hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, chiều ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội và gần 300 điểm cầu trong nước và nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm gặp gỡ đoàn ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, kết nối địa phương doanh nghiệp Việt Nam. Chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Trần Văn Tân. Đây là lần đầu tiên sự kiện được phối hợp tổ chức dưới hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến nhằm hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, kết nối với các đối tác nước ngoài. Chương trình tọa đàm gồm hai phiên theo chủ đề kết nối vì phát triển, hợp tác đầu tư và thương mại. Tiếp đó là chương trình gặp gỡ, kết nối và tham quan triển lãm trưng bày sản phẩm thương hiệu Việt Nam. Cùng với các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội, tọa đàm cũng được kết nối trực tuyến tới gần 300 điểm cầu ở Việt Nam và quốc tế, với mong muốn tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, cởi mở, thuận lợi cho các nhà đầu tư. Việt Nam đã thúc đẩy đồng bộ các nỗ lực cải cách thể chế trong nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việt Nam xác định phương châm xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong những năm qua, hoạt động kết nối hai chiều giữa các địa phương của Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc của công tác ngoại giao kinh tế và đang ngày càng được đẩy mạnh, góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới trải rộng trên hầu khắp các lĩnh vực, từ đầu tư thương mại, du lịch tới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội. Tọa đàm là một minh chứng sống động cho nỗ lực kết nối này, mà qua đó đại biểu mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, trao đổi cởi mở thực chất về nhu cầu, lợi thế, tiềm năng và cơ hội hợp tác, cũng như các bài học kinh nghiệm trong thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại. Sự tin cậy, hiểu biết, chân thành sẽ là nền tảng để vun đắp mối quan hệ tam giác chiến lược giữa các đối tác nước ngoài, doanh nghiệp và địa phương Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức họp triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối tượng được tiêm vaccine trong đợt này là trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi,
bao gồm trẻ em đi học tại các trường học và trẻ em không đi học. Với số lượng 2.500 liều vaccine Pfizer, dự kiến trong tuần này, thành phố sẽ triển khai tiêm phòng cho học sinh của hai trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi và Trung học phổ thông Trần Quý Cáp với tổng số học sinh vừa đủ với số lượng vaccine được phân bổ. Để đảm bảo việc tiêm vaccine cho trẻ em đợt này được thuận lợi, thành phố yêu cầu công khai các thông tin về loại vaccine, số lô vaccine, số lượng vaccine. Các trường phải thực hiện phân luồng, phân tuyến học sinh và đảm bảo 5K khi tổ chức tiêm, phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh sau tiêm. Ngành y tế phải tuyệt đối đảm bảo an toàn tiêm chủng, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về triển khai các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 phù hợp với trạng thái bình thường mới. Triển khai các giải pháp phục hồi đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trước ngày 20 tháng 12 năm 2021. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp báo cáo đầy đủ nội dung của ngành theo các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức nhiều cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể là công văn triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 phù hợp với trạng thái bình thường mới, tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân ổn định sản xuất trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa quyết định giảm mức thu phí cho vay quỹ hỗ trợ nông dân. Theo đó, mức thu phí quỹ hỗ trợ nông dân trung ương giảm từ 8,4% một năm xuống 7,56% một năm trong kỳ thu phí quý 1 và quý 2 năm 2022, tương đương giảm 10%. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam cũng áp dụng mức giảm phí này cho tất cả dự án vay vốn nguồn của tỉnh trong hai quý đầu của năm 2022. Đối với nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh giao Hội Nông dân cấp huyện xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại địa phương để quyết định giảm mức phí cho vay phù hợp, không vượt quá 15% mức phí đang thực hiện. Trước đó, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cũng giảm 10% mức phí cho vay trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam hơn 122,3 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương ủy thác 15,4 tỷ đồng, cấp tỉnh 61,5 tỷ đồng, cấp huyện 45,3 tỷ đồng và cho 3.297 hộ vay. Chương trình thời sự tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Quảng Nam tổ chức tập huấn quy trình thực hiện đánh giá xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 cho các cán bộ chuyên trách nông thôn mới cấp xã huyện của huyện Núi Thành và Thiên Phước. Bộ tiêu chí xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 gồm 10 tiêu chí do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Bộ tiêu chí này bắt đầu có hiệu lực và được áp dụng vào đầu năm 2022. Tại buổi tập huấn, một số điểm mới, cách thức thực hiện, quy trình đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn được hướng dẫn cụ thể chi tiết. Ngoài việc phổ biến bộ tiêu chí mới với các chỉ tiêu thay đổi so với bộ tiêu chí cũ, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Quảng Nam cũng nhấn mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động phải thực hiện một cách thường xuyên và đi từng ngõ, gõ từng nhà để cán bộ và người dân hiểu rõ hơn về vai trò lợi ích thiết thực của việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện. Được sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế COICA, Quỹ Phát triển Châu Á và Bệnh viện Trường Đại học John Wood, Hàn Quốc, tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước và xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tổ chức MEDIP vừa tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ Châu Á vun đắp ước mơ năm 2021 cho các em khuyết tật trên địa bàn hai xã. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2023. Diễn đàn Tuổi trẻ Châu Á vun đắp ước mơ năm 2021 là hoạt động do các bạn sinh viên Hàn Quốc tài trợ và thực hiện thông qua tổ chức MEDIP. Trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, các tình nguyện viên của tổ chức MEDIP cùng các chuỗi thực viên vật lý trị liệu, vận động trị liệu, âm ngữ trị liệu và cán bộ y tế thôn bản sẽ tiến hành hỗ trợ các em khuyết tật các bài tập vận động, phục hồi chức năng, múa, vẽ tranh, dán quạt giấy, thê văn hóa Hàn Quốc. Thông qua các hoạt động này, góp phần giúp trẻ khuyết tật ở các vùng khó khăn được tiếp cận các phương pháp trị liệu mới, qua đó cải thiện được vận động, sinh hoạt hàng ngày, giúp các em hòa nhập với cộng đồng.
Ngoài ra, diễn đàn còn hướng đến việc gắn kết được tình cảm giữa cha mẹ và các em thông qua các hoạt động cha mẹ cùng con phát triển. Ngày 13 tháng 12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị triển khai tập huấn về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Ninh. Tham gia hội nghị, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận các thôn được báo cáo viên hướng dẫn quy trình lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, với mục đích thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc xã, ban công tác mặt trận của các thôn khu dân cư sẽ phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu đánh giá đến từng hộ gia đình. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn và được công bố hàng ngày trên hệ thống đài phát thanh. Theo kế hoạch, thời điểm lấy ý kiến sau khi Ủy ban Nhân dân xã công bố kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và triển khai làm hồ sơ đề nghị công nhận, thời gian lấy ý kiến được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc, không kể thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có phần giữ rừng mà cây sâm ngọc linh còn được xem là cây chủ lực giúp bà con xây đăng thoát nghèo, làm giàu. Hiện nay tỉnh Quảng Nam đã và đang tiến hành di thực mở rộng vùng trồng sâm ngọc linh ra 6 huyện miền núi cao, kỳ vọng sẽ có hàng nghìn hộ đồng bào thiểu số vươn lên thoát nghèo từ cây dược liệu đặc hữu này. Xã Trà Linh là địa phương trồng nhiều sâm ngọc linh nhất huyện Nam Trà My, chỉ gần 700 hộ đồng bào đang sinh sống, sau có đến hơn 300 hộ thuộc diện khá giả, trong đó có đến hàng chục gia đình nằm trong diện tỷ phú với gia tài lên đến hàng chục tỷ đồng. Từ một xã nghèo khó khăn, nay Trà Linh đã và đang vươn mình trở thành xã khá giàu và phấn đấu hoàn thành nông thôn mới vào năm 2025 tới. Xã cũng đã họp và triển khai cho các thôn và từng hộ dân để chăm sóc và bảo vệ cây sâm ngọc linh để mang lại kinh tế cho gia đình thì tương đối ổn định. Năm vừa rồi thì huyện giao là 29 chỉ tiêu mà mình đăng ký tới 48, vượt 18 chỉ tiêu. Với những giá trị kinh tế cao mà cây sâm ngọc linh mang lại, Quảng Nam đã di thực hơn 10.000 cây sâm mở rộng diện tích vùng trồng. Trong đó, ngoài các huyện như Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Núi Thành, thì Quảng Nam còn đưa cây sâm vào phát triển ở khu vực ban quản lý rừng phòng hộ đang giữ gìn. Quy định cây sâm sinh trưởng ở núi có độ cao từ 1.200m trở lên, nên việc di thực cây sâm ngọc linh về các vùng này là phù hợp và hứa hẹn sẽ phát triển tốt. Qua 3 tháng thì cây phát triển rất là tốt. Với hy vọng là trong cái vấn đề phát triển cây dược liệu của Quảng Nam nói chung và Tây Giang nói riêng, thì tôi nghĩ đây là một cái cây mà đem lại cái xóa đói giảm nghèo cho người dân. Cây sâm ngọc linh là được chính phủ, đó là cây là sản phẩm quốc gia. Cái giá trị mà đem lại khi trồng cây sâm ngọc linh rất là cao cho người dân. Cây sâm ngọc linh này trồng ở dưới tán rừng, và có thể nói là trồng sâm ngọc linh là vừa giữ rừng, phục hồi rừng và phát triển rừng. 5 năm trở lại đây, tại tỉnh Quảng Nam đã có hàng nghìn hộ gia đình đồng bào Ca Dông Xê Đăng thoát nghèo nhờ trồng sâm ngọc linh. Đó là kết quả khẳng định chủ trương đúng của Quảng Nam trong tập trung phát triển dược liệu sâm ngọc linh theo hướng thị trường hàng hóa. Đưa cây sâm là giống chủ lực dẫn dắt các loại dược liệu nông sản của địa phương ngày càng phát triển. Bởi chính cây sâm ngọc linh đã và đang đáp ứng 3 yếu tố: giữ rừng, làm giàu cho bà con vùng cao và chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông tư 58 của Bộ Công an ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020, Công an tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai thực hiện thủ tục thu hồi cấp đổi biển số từ biển số trắng sang biển số vàng đối với phương tiện ô tô có hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đây là việc làm cần thiết giúp các cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong việc quản lý các phương tiện vận tải, đồng thời góp phần thiết lập lại trật tự trong việc kinh doanh vận tải, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng. Tại phòng tiếp dân đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an Quảng Nam, những trường hợp đến liên hệ làm thủ tục cấp đổi biển số xe ô tô từ màu trắng sang vàng đều được cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn tận tình, chu đáo. Nhờ sắp xếp công việc cách khoa học, thao tác nhanh gọn nên mặc dù lượng hồ sơ ở đây rất lớn nhưng đều được các chiến sĩ giải quyết kịp thời, góp phần đem lại sự hài lòng cho người dân. Khi mà tôi tới đây tôi làm thủ tục đổi biển số thì tôi thấy cũng đơn giản chứ không có gì khó khăn cho bà con.
thì cũng để cho mấy anh em cảnh sát giao thông để phân biệt xe có kinh doanh bằng tẻ. Trên tinh thần khẩn trương, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an Quảng Nam đã tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân có phương tiện ô tô kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh, đồng thời gửi thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện thông tư 58 của Bộ Công an đến các tập thể cá nhân có phương tiện cần đăng ký chuyển đổi biển số để mọi người nắm bắt, đồng thời hướng dẫn niêm yết công khai quy trình thủ tục cần thiết, thời gian thực hiện để chủ phương tiện nắm vững thực hiện đúng. Nhờ đó, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ công việc đặt ra theo kế hoạch cấp trên giao. Trong thời gian qua, thì phòng cảnh sát giao thông đã thực hiện rất là nhiều biện pháp công việc để thực hiện cái đổi biển số vàng và cấp biển số vàng cho loại xe có tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như thông báo trên báo Quảng Nam, rồi đài phát thanh truyền hình Quảng Nam, và tiếp theo là chúng tôi lập danh sách, thống kê danh sách theo cái thực tế mà Sở Giao thông Vận tải quản lý đối với lại các cá nhân, tổ chức có tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, thì trên cơ sở đó chúng tôi gửi thông báo đến cho 532 tổ chức cá nhân có tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, thông báo về chủ trương, cách thức, thời gian và cái thủ tục cũng như là cái lệ phí để người dân và các tổ chức người ta biết và người ta thực hiện. Đến nay, sau hơn một năm triển khai thực hiện thông tư, lực lượng cảnh sát giao thông công an Quảng Nam đã tổ chức cấp đổi cho gần 5.000 phương tiện ô tô hoạt động kinh doanh vận tải, đạt tỷ lệ hơn 95%. Theo quy định, đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, những trường hợp xe ô tô hoạt động kinh doanh không thực hiện đổi biển số xe màu trắng sang vàng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với số tiền phạt từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức. Từ nay đến hạn cuối năm 2021, đối với những trường hợp còn lại, Phòng Cảnh sát Giao thông, Đường bộ, Đường sát, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện để thông tư 58 của Bộ Công an được triển khai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam.